xin chào tất cả các bạn nghe mình là trại thỏ tỷ đô đây thì mình rất là vui khi được hợp tác với rất nhiều anh em cũng như rất nhiều bà con cô bác từ những người nhỏ tuổi hơn đến những người bằng tuổi và đến những người lớn hơn mình rất nhiều mình có thể kêu bằng cô bằng bác bằng chú à, mình mang đến à, cho mọi người cũng như là à, cái cách mình xây dựng cho mọi người chăn nuôi thỏ và hầu như mọi người rất là hài lòng và tất cả những trại thành viên bên bên trại của mình á, đều nuôi thỏ đạt hiệu quả và mình không dám nói là mình giúp họ để họ chăn nuôi tốt nhưng mình luôn luôn cố gắng trong cái vấn đề hỗ trợ kỹ thuật cũng như là đầu ra đầu ra thì chắc chắn là mình hỗ trợ bà con một trăm phần trăm khi mà bà con vào trại thành viên của mình rồi Tuy nhiên, còn vấn đề kỹ thuật nó là vấn đề chính thì hầu như tất cả những trại thỏ thành viên của mình á nuôi theo cái mô hình khép kín cũng như là uh, nuôi theo cái hướng dẫn kỹ thuật uh, của mình á thì tất cả bà con nuôi đều đạt hiệu quả hầu như 99%. Và uh, thỏ ra từ thỏ con đến thỏ mẹ thì nó rất đẹp và uh, sức khỏe rất là tốt. Thì uh, mình cũng rất là mong một ngày nào đó sẽ phát triển mạnh hơn nữa để hỗ trợ được bà con cũng như là phát triển được ngành chăn nuôi thỏ ở khu vực à, phía nam cũng như là nói riêng ở à, góp phần một cái gì đó nhỏ nhỏ ở khu vực chăn nuôi thỏ toàn quốc của việt việt nam của mình luôn và à, cái tiêu chí của mình là à, về vấn đề kỹ thuật thì bà con an tâm và cái tiêu chí lớn nhất cũng là về cái đầu ra và giá cả thì mình luôn luôn cố gắng làm sao để mà nâng cái giá con thỏ nó lên càng ngày càng cao để bà con nuôi đạt được cái hiệu quả rồi nhưng mà phải đạt được cái lợi nhuận tối đa nữa thì lúc đó bà con mới vui nó cho nên là mình luôn chia sẻ với bà con rằng là à, mình luôn cố gắng để tạo được cái niềm tin cho bà con bà con rất an tâm chỉ có nuôi thôi và nhiệm vụ của mình là mình hỗ trợ kỹ thuật tối đa cũng như là đầu ra à, giá cả luôn luôn phải cao để cho bà con an tâm